trông nuôi con thật khó. Ôi sao là bao thứ lo mà các cô con của trông không ai giống ai hết. Na 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 mà xa mình còn phải làm sao nữa đây, vì các cô con mà xa sang tránh vô cùng khổ khó. Tính cô điều hoàn là thật cá tính luôn, làm cả trông hoang mang lo từng lúc mất chân. Please tell me what can I do. Dù thế mơ mà chỉ con mà xa luôn để trả lời mong mơ làm cả tôi. Nhưng mà ngoan phép với giờ lắm, xin dành riêng yêu thương cho biết cha. Ngày mai mang cho em những điều mới, những điều tốt, những niềm vui hân hoan cả vàng bước qua bước qua. Những ngày mưa gió, những ngày nhớ, hãy sống là chính em. Ôi, đây, đây, đây. Ôi, trời, Nằm coi. Wow. Coi kìa. Người gì mà đẹp dữ hơn ha. Quá đẹp luôn, chuẩn luôn. Nhìn vô cái là thấy lung linh liền nè. Quá lung linh luôn. Ý trời. Em nhìn kỹ coi, Út Trinh. Đôi mắt, nhìn kỹ vào đôi mắt coi thấy gì không? Quá quyến rũ. Y chang đôi mắt của chị luôn. Y chang luôn. Trời ơi. Trời hiếm lắm chị mới tìm được một cái đôi mắt mà giống đôi mắt của chị đó nha. Vừa to vừa tròn, vừa long lanh, vừa quyến rũ, vừa ngây thơ, vừa hồn nhiên, vừa lãng mạn. Ôi trời ơi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một đôi mắt mà nói được tất cả mọi thứ, y chang đôi mắt chị luôn. Nhìn coi, đúng không? Đúng không? Chị làm em đứng hình nãy giờ luôn đó. Sao vậy? Em bất ngờ quá chị Năm. Trời, đôi mắt của người ta đẹp lòng, đẹp lộn lên vậy mà chị đi so sánh với đôi mắt của chị hả? Làm em hả? Từ đang cái hướng đang trên đây nó tuột xuống này. Em nói thiệt á, bởi vậy người ta khi người ta nói cái sát bên nó không có thấy lo nhìn xa vời đâu không à. Em nhìn lại đôi mắt chị đi, bấy lâu nay là em bỏ quên chị đó. Em có biết không, chính vì cái đôi mắt của chị á mà anh Thọ đó, anh Thọ anh của em á mê đắm đuối luôn á. Rồi bây giờ là anh Phước đó. Trời ơi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trời ơi. Chị tự hào về đôi mắt của chị hiếm lắm. Trời ơi, cái mũi khỏi chê luôn. Quá đẹp. Mũi dập dừa, người ta nói mũi dập dừa là mũi đẹp nhất luôn á. Nhưng mà đuổi mũi này á, mũi em đẹp hơn mũi này. Y khu nè, y khu nè. Nhìn đi, nhìn đây. Mũi dập dừa, y khu. Y khu không? Mà còn cái gì giống chị nữa không? Trong đó tạm thời nhìn thấy hai cái trên mặt. Quá, trời ơi chị nhìn đi. Cái môi, cái đôi môi này gợi cảm nó một hề luôn, giống chị đó. Sexy, nhìn vô sexy đã động nhiều lắm đó. Thôi, cái môi của chị á là cái môi mà ngọt ngào dễ thương. Môi chị thì đó là một phong cách khác em à. À, riêng cái này là chị không nhận nè. Thấy không? Cái nào có là chị nói có, cái nào không thì nói không. Còn nữa đi, còn nữa đi. Cái mặt phi lai, trời ơi, giống em ý chang luôn. Ta nói. Trời, cái con người mẫu này lấy cái chuẩn của nét đẹp hai chị em mình đó. Sao ngộ vậy ta? Trời đất ơi, hai gương mặt mình cộng lại ra một cái mặt này. Trời ơi, quá hay. Vậy chứng tỏ rằng là chị em mình rất là đẹp. Quá chuẩn. Đủ làm hoa hậu, người mẫu, siêu mẫu luôn. Quá, trời ơi. Việt Nam nhất tâm môi đường. Tuyệt vời quá, dê cái đi. Yeah. Dê cái bên này được coi. Yeah. Nhưng mà em có phần nhỉnh hơn. Gì vậy con? Gì Năm coi đi. Này có gì vậy? Hình ai vậy? Hả? Gương mặt bìa thiên hương. Từ từ mà chiêm ngưỡng nhan sắc của con. Wow. Ủa, này là con hả? Trời ơi, công nhận đúng là cháu mình á, thừa hưởng nét đẹp của cô đó. Bậy, cái này là cháu ruột của Năm, cũng liên quan tới Út Trinh hết trơn á. Giống là giống Năm đi nè. Phải không con? Mà nè, Út với gì Năm á, đừng có ganh tị với nhan sắc của con nha. Con sắp thành người nổi tiếng rồi đó, nên hãnh diện về con đi nha. Cái gì vậy? Mà đẹp thiệt. Bởi vậy á, người ta nói là gì nào cháu nấy. Cô nào cháu nấy à. Liên quan nha, gì nào cháu nấy. Cô nào cháu nấy. Gì nào cháu nấy.
Alo. Dạ Thiên Hương nghe ạ. Dạ đúng rồi anh. Dạ hả, anh nói làm sao? Cái gì anh, công ty gì, tàn sao, là sao? À, là công ty Toàn Sao. Dạ à, anh gọi em có gì không nhở? Hả, anh nói gì đi? Anh mời em đi sự kiện hả? Đêm hội trăng dài hả? Hả? Dạ được, dạ được anh. Em bỏ show hết, em bỏ show hết đi sự kiện của anh. Dạ. Có thể mời không anh? Thời gian địa điểm là chỗ nào anh? Dạ. Anh gửi lệ cho em nha. Dạ, cảm ơn anh. Mong là thiệt đó trời. Giờ mình phải chuẩn bị chuẩn bị cho thiệt đẹp, trang phục, quần áo, phụ kiện. Mình phải làm gì ta? Mặt mình có nên sửa lại không? Mắt, mũi, miệng. Không, cái này đủ xài rồi, không cần sửa này. Mà mở nhạc lớn quá vậy con? Con ơi! Cái gì vậy? Nấu vậy với con đi nấu. Dạ. Vui quá vậy. Trời vui quá Tâm ơi. Vui quá. Dạ. Vui quá thì vui. Vui quá. Sao không? Cái gì vậy? Nãy giờ con nói nhảm cái gì vậy? Có chuyện gì vui nói nằm nghe coi. Mời đi sự kiện. Chuyện gì? Event. Trời ơi, chàng ơi. Rồi. Ngồi. Ôi, trời ơi, mệt quá. Kể cho nghe. Trời ơi, nói lại đi. Trời vui quá, nhảy vui quá. Lâu lắm rồi, năm mới được nhảy vậy đó nghe. Chưa bao giờ còn vui vậy hết đó Nam ơi. Phải không? Mừng quá. Vui gì vậy? Nói Nam nghe coi. Sao? Kể Nam nghe. Sao? Có một công ty, nó mời con đi sự kiện hoành tráng, làm vô đét cho con sự kiện đó luôn. Ủa, đó, sự kiện là sao? Nãy giờ Năm không có hiểu cái chữ đó nè. Người ta gọi là event đó. Event? Dạ. Năm cũng không hiểu luôn á. Càng nói con càng không hiểu á. Tức là sao? Con nói gì đó rõ ràng cụ thể hơn coi. Sao ta? Năm có hay đọc báo không? Chỗ mà mấy hoa hậu nè, diễn viên nè, người mẫu nè, nổi tiếng nè, khắp Việt Nam luôn, tập trung ở đó. Rồi, Năm hiểu rồi. Trời đã quá vậy. Là chỗ đó toàn là người đẹp, người nổi tiếng không á hả? Con mừng quá Năm ơi. Thấy con hạnh diện không? Trời ơi, con được mời luôn đó Năm. Trời ơi, đâu phải dễ mà đi vô chỗ đó đó Năm. Đúng rồi, con giỏi quá. Quá giỏi luôn. Nói nghe nè. Dạ. Bữa đó cho Năm đi được không? Trời ơi, Năm cũng thích mà. Trời ơi, đâu Năm. Đâu phải thích thì vô được đâu Năm. Chứ sao? Chỗ đó người ta hoa hậu toàn người đẹp không à. Năm nghĩ đi. Con đi Năm đi. Ê, con nói vậy là làm sao? Năm cũng đẹp vậy. Trời ơi, xin lỗi con à. Cả cái khu phố này ai cũng khen Năm đẹp đó. Nếu mà Năm không đẹp thử coi. Ông Phước có lấy Năm không? Trời ơi, ông đó lộng mê nhan sắc dữ lắm á. Mộng mê cái nhan sắc của Năm dữ lắm luôn nè. Ông Phước á, thì Năm là số 1 rồi. Nhưng mà vô đó hả? Thôi đi, đừng nói đó. Không, nói vậy Năm không có chịu. Con nói lại đi, Năm có đẹp không? Thật lòng phải không? Ừ. Đẹp. Đó thấy chưa? Sống phải thật vậy chứ, sống như... Rồi, Năm vui lại rồi nè. Tiếp đi, sao? Bây giờ Năm đẹp rồi, Năm không cần đi cũng được. Năm. Con muốn hỏi Năm gì? Giờ con hỏi nè. Con nhìn con coi. Sao? Con. Mặt con. Đẹp không? Có cần chỉnh sửa gì không Năm? Có kéo chân ra không Năm? Đi, nè, giờ để con nói nha. Con nói một loạt thử của Năm chỉnh gì nha. Bông môi. Bông môi. Độn cằm. Bọt cằm. Độn mũi. Độn mũi. Rồi sao? Hút mỡ bụng. Rồi, Năm hiểu rồi. Đứng im đi. Để Năm nhìn kỹ lại coi. Còn biết sao không Thiên Hương? Dạ. Đối với con á là phải sửa hết. Năm.
giỡn thôi à. Sủa một cái rồi sủa dữ vậy. Con nghĩ sao vậy? Tự nhiên rồi đang xinh đẹp vậy cái đi sửa. Cái nào cũng là cái nét đẹp của mình hết trơn á. Con đẹp lắm rồi đừng có sửa. Chưa hết đó nha. Con sửa nhiều khi không có được đẹp như bây giờ. Mà nhiều khi con còn tốn cả đống tiền nữa. Thôi dẹp mấy cái vụ sửa đi. Thôi. Con muốn hôm đó con phải là người đẹp nhất. Đẹp nhất, chặt chém thu hút hết. Chặt chém. Con bất chấp đau đớn, bất chấp tiền bạc. Con làm hết, đập cái mặt con luôn cũng được. Miễn sao con nổi tiếng. Đập hết tất cả mọi thứ. Dạ. Xây dựng lại cái mới. Dạ. Coi giống ai ta? Marilyn. Con thích Marilyn. Con giống vậy đó. Quyến rũ. Ngồi chạy. Mặc cái nào mặc đại cái đi. Thấy không có cái nào vừa ý bà hết trơn á. Cái thì rộng quá, cái thì chật quá rồi tự nhiên mặc áo bà ba rồi chồng nguyên cái đầm vô. Không có cái kiểu đồ nào mà trời như kiểu bà mặc hết á. Chứ cái đồ nào nó cũng cũ hết trơn rồi. Bây giờ cái thì chật, cái thì rộng, cái thì xấu, cái thì đẹp. Cái thì không có vừa ý nè. Cái này có được không? Sao nó màu tối thui, tối thùi à. Thiết là khó khăn càng ngày càng lớn tuổi. Tự sắp cái này chết nữa rồi hay gì á? Gì vậy? Không, tôi nói mấy người là gần đi xa đó, khó khăn lắm. Mặc cái gì thì mặc đại đi, còn cái nào không thích á thì mình bỏ qua một bên. Đó, mặc cái đầm vô mà cực quá nè. Cái gì cái nhăn hoài, có mấy cái áo thì không thích thì mới mốt tôi dẫn ra chợ Sida mua cho một kiện. Cái gì? Mua đồ Sida là sao? Chứ giờ đồ nào bà cũng không chịu hết trơn á thì dẫn ra đó cho bà lựa thoải mái luôn. Dẫn em đi vô shop mua đi. Shop gì shop, nó đồ shop không bà có dự ý đâu. Tôi giờ dẫn em ra cái shop thời trang mà người ta thiết kế riêng á, thiết kế riêng cho mỗi người đó. Thì bây giờ thiết kế riêng cho em mấy cái đi. Ra Sida mua tốt hơn. Sida là sao? Đồ mà Sida là có nhiều dạng, cái dạng mà dạc khác, còn cái dạng hiệu á là khác à, chứ không phải là Sida mà gom vô một chỗ là đồ xấu đâu. Thôi tự nhiên dẫn ta đi mua đồ mà đi mua đồ Sida là sao? Thôi không có bận đồ Sida đâu, bận đồ mới đi. Khó khăn quá, có gì mặc cái đấy đi. Tìm màu nào cũng đây. Cái nào bây giờ? Bà thì bây giờ để lớn tuổi mặc cái gì để tôi lựa cho. Riết rồi. Riết mà bà bị mờ cái con mắt bà bị nhòa rồi. Rồi thôi. Đồ nào bà cũng không thích hết trơn á. Nè cái này thì bỏ được nè. Dục ha. Mà đồ đó nó không có mà tươi. Khó khăn quá. Nè, mặc đi vô thử coi. Bận đựa xong bận là không chê đó. Nó mặc áo khỏi mặc quần. Quần khỏe không? Thấy chưa? Cái này là đồ của anh mà, sao đồ em bận? Cái đồ bà không chịu, mặc đồ tôi cho rồi đi. Trời ơi, ơi. Thôi dẹp hết đi, dẹp hết đi. Dục bận hết đi. Không có gì mà gì chưa vừa ý bà hết á. Con này bà thả vô nhà làm chi vậy? Con gì vậy? Trời ơi, con Út. Trời ơi, con Út. Tôi tưởng nó mua con gì thả vô nuôi. Trời ơi. Thánh thần ở nhà này riết rồi. Hú hồn luôn, sao con nhận không ra? Cái gì vậy con Út? Có chuyện gì xảy ra vậy con Út? Con Út có làm sao không?
Coi coi, vợ nó đi liền đi. Bị cái gì vậy? Sao, thấy ok không, thấy được không chị, chuyên nghiệp không, phong cách giống sao không? Vậy nè, em đang nói đó hả? Em đang nói chuyện đó phải không? Phải em đang nói không? Xin lỗi chị nha, em không được cười tươi quá, em phải cười cười gì để không thấy nếp nhăn, hiểu không? Cười gì nè. Kinh khủng, có chuyện gì xảy ra nói cho chị biết đi Út ơi. Trời ơi chị, làm gì sợ? Nguyên bộ cánh này là em phải đầu tư dữ lắm đó. Đây. Em lục ở trong cái tủ đồ của con Thiên Hương tìm hoài mới được bộ đồ ưng ý gì đó. Út, cái gì vậy? Sao tự nhiên lấy nguyên cái hộp trang sức của con đeo lên người luôn vậy? Đó, trời ơi, Út lục hết cái tủ đồ với mấy cái đám trang sức của con, Út mới tìm được bộ ưng ý cho Út đó. Hay không, bộ này hợp với Út không? Vòng eo 56 đúng không? Trời ơi, thấy ghê quá rồi. Ngày mai Út á đi tháp tùng con dự sự kiện. Hả? Ôi trời ơi. Không biết. Có cần làm quá vậy không? Người ta nói biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhỏ này dòm là bại chắc. Anh ơi, em nói nghe nè. Bị lỗi rồi, mặc bộ đồ với cái đầu thấy là bị lỗi rồi. Đúng rồi đó, em choáng quá. Sao từ ngày mà em bước chân vô cái nhà của mình đó, em cứ hết choáng cái chuyện này tới choáng chuyện khác. Rồi sắp tới còn chuyện gì nữa không vậy anh? Còn chứ, nhà này đâu có yên đâu. Chị Nam. Hả? Chị nói làm sao cho em đẹp mà. Đẹp thì đẹp đó. Đẹp. Đà nãy mày đi làm sao? Mày đi kiểu gì đẹp đâu. Nó đẹp thì đẹp đó, mà để tao đi. Giống như cá bảy màu vậy đó. À, đẹp. Đẹp đó. Đó, cái đó đó, cái phong cách này mới độc nè. Phong cách hoa hậu nè. Đó, hoa hậu nè, đó. Nghe tôi dặn nè. Cười không được tươi lắm đâu, cười phải vừa đủ thôi để không thấy nếp nhăn nè. À, hay quá, cái tay đó, cái tay đó. Mắt phải chớp nữa, chớp. Trời ơi, ngày mai á, nhà báo đồ trước công chúng, chỗ đông người. Trời ơi, em phải là ngôi sao tỏa sáng, lộng lẫy gì đó. Đâu mày lắc lại nó giống như người ta coi cái Út. Quắc kìa coi. Quắc coi, à đó, đó nè. Gì vậy? Tết đừng có mua gì hết, đừng có mua mấy con mèo mà nó để trên bàn thờ. Ờ, quắc tài đó hả? Đem nó ra đằng trước, đứng để nó dậy nè. À, con mèo mà để bàn công địa, hiện tại phải không? Hết đi kiếm. Rồi, y luôn. Cho biết cảm xúc của hai bác khi mà cháu gái của hai bác được nổi tiếng. À, đây không là dạ. Để cái người lớn nói, khoan bà chưa nói. À, nói chung là cảm giác thì nó như là cảm cúm thôi. Thì không thì bậy để nói chung là sao? Tại vì mình là người lớn mà tôi là bác của nó. À, nói chung là cái gia đình nào cũng muốn là con mình đi theo một cái con đường nghệ thuật. Và khi mà nổi danh thì gia đình hưởng chung. Mà đâu phải là gia đình tôi, dòng họ, làng xóm tôi cùng hưởng. Vì sao? Nó đem một cái danh dự, một cái vinh quang về cho dòng họ tôi. Đem về một cái gì cao lớn, một cái đẹp đẽ nhất trong một cái nền nghệ thuật. Mà nó được lên hình ảnh, nó đem bưng nguyên cái hình ảnh đó về quê tôi. Để bà bậy. Em nói câu đi. Bà nói bậy không à, đứng nghe. Là bây giờ vậy nè, để cần hết rồi. Và cuối cùng là nó làm một cái điều không thể tưởng tượng được, cái số người nó là cái nó may mắn hơn những cái cô khác. Nhiều khi những cái cô khác đẹp hơn nó nhưng mà không có duyên bằng nó. Nó giống tôi, nó có duyên mà nó đẹp thì bởi vậy nó phải lên thôi. Ông trời chỉ định nó rồi. À, ngày này mày lên, mày phải lên. Không thể nào mày ngồi một chỗ được. À, dạ thưa. Dạ thưa. Bé Thiên Hương á là cháu ruột của tôi. Dạ, tôi là dì ruột của nó đương nhiên rồi. Thì dì ruột và cháu ruột như là mẹ và con vậy đó. Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú gì mà. Nó bậy không? Bà này là phát biểu nói tầm bậy. Sảy là đi đứt bóng đó. Nói sảy cái gì? Trời ơi, cái câu đó câu tục ngữ ca dao. Không có tục ngữ mà bà đây ra là dì như là mẹ mà. Không giống mà bà nói vậy rồi. Thiên Hương nó có rất là nhiều nét giống dì. Đó, quý vị khán giả nhìn thấy không? Đó, một nét đẹp lộng lẫy kiêu sa của dì nè. Đó, tính tình thùy mị đoan trang, ở nhà thì đảm đang nội trợ. Ôi thôi, mà Thiên Hương đó, nó là một cô gái quê. Nó lên thành phố, nó có ước mơ trở thành một diễn viên điện ảnh. Nhưng không ngờ chỉ trong giây lát thôi, nó đã tỏa sáng, rực rỡ. Và bây giờ Thiên Hương đã trở thành một ngôi sao điện ảnh. Dạ, Thiên Hương là cháu ruột của tôi.
Dạ tôi là năm lựa. Tới tại vì sao? Nó nhờ một cái đức của bác của nó quá. Bác nó là một người, một là làm những cái chuyện công quả, một cái chuyện công đức, làm từ thiện để cầu mong. Cầu mong cho ai? Cầu mong cho cháu mình và gia đình mình được. Dạ. Cái gì vậy? Mình lôi con lá té xuống đè phóng viên bây giờ. Và đó là tôi nói gia đình tôi rất là may mắn. Và bây giờ tôi không có thời gian. Lúc này là tôi phải đi chụp hình với lại cháu của tôi và để đăng lên Facebook. À, chụp hình hả? Ừ, bây giờ tôi xin lỗi, tôi cũng phải đi chụp hình. Xin lỗi. Ở dưới anh chị có muốn chụp hình vợ chồng tôi không? Thì cứ chuẩn bị máy sẵn đi. Tụi tôi sẽ chụp cho vài tấm để mấy anh chị đăng bài, làm bài. Rồi, hai người thời gian nha. Ừ, chụp đi. Dạ. Thôi tôi mệt quá. Thôi tôi chào ông Diễn nha. Đi à. Thôi diễn đi rồi. Chào em, anh tên là Quân, số điện thoại của anh là 0901116789. Rất mong được làm quen với em. Tặng cho em. Ôi, không, sắc đẹp của mình lại có sức hút như vậy. Trời ơi, quá lãng mạn, quá tuyệt vời. Kiểu này là có đại gia chống lưng rồi. Mày dừng lại giùm tao Út. Bực bội nha, mấy ngày nay á ngồi ăn cơm cũng lắc, đi ra đây ngồi cũng lắc. Tưởng tượng cái gì dữ vậy? Bệnh hết sức bệnh. Giết rồi thấy ghê. Ủa, chứ ai như chị Nam suốt ngày ngồi cười riết à? Đó. Thì vui thì cười, vui thì cười chứ không lẽ khóc. Vui thì cười đúng không anh? Vui là phải cười thôi, không có gì buồn. Nhà này không có gì buồn, có những người bệnh thôi chứ còn không ai buồn hết. Đúng rồi, vui thì cười. Chị của em nói đúng, những cái gì chị em nói phải, em phải nghe chị em. Nè, hai người đừng có nói hai người cũng đang có cái ý đồ đi dự sự kiện của con Thiên Hương nghe. Cái gì? Cái gì mà ý đồ đây? Lẽ đương nhiên nó là như vậy rồi, không có việc gì phải ý đồ. Cái gì? Em nghe chị nói nè. Ở đây, trong cái nhà này, anh, chị là người lớn nhất, quyền cao chức trọng trong cái nhà này. Chị đương nhiên anh chị phải được đi dự sự kiện cùng với con Thiên Hương thôi. Trời ơi, chị Năm ơi, chị nói vậy là không được. Không ổn chút nào hết trơn. Sao không ổn? Ủa, vậy chứ còn cô của nó cũng không là nghĩa lý của cái gì trong căn nhà này hả? Trời ơi, trong khi cô cháu nè ha, tối nào hả cũng ngủ chung với nhau, chung giường với nhau, nằm thỏ thẻ tâm sự với nhau, chuyện trên trời dưới đất, cho nên cô nó là người hiểu ý nó nhất. Cho nên cô của nó đồng ý nhận trách nhiệm là sẽ đi tháp tùng nó đến sự kiện. Hay quá à. Tâm sự thỏ thẻ gì đi chăng nữa thì cũng không bằng dì ruột của nó. Dì ruột, máu mủ ruột rà quan trọng hơn nhiều. Đúng không? Em nói vậy đúng không anh? Nói chung là vậy nè, tôi phải lên tiếng rồi, cái chuyện này là không có làm thinh được. Dù sao á, người ta nói quyền huynh thế phụ. Đúng rồi. Mà nhà này á, lớn nhất là tôi. Đúng không? Cho nên á, những cái chuyện mà quan trọng, sự kiện trọng đại gì đó là cái người lớn phải đi kè với mấy đứa nhỏ để chụp hình, để lên báo. Đó, còn như mà em cũng đi làm cái gì? Em đang có cái công ty của em đi rồi em bỏ nhân viên ai chăm sóc? Anh rảnh, anh chị đang rảnh, không có chuyện gì làm, chen cái mặt vô chỗ đông người chụp hình để lên hình ảnh cho người ta like, người ta coi. Đúng rồi. Nhưng mà hai anh chị lớn tuổi rồi, già cả rồi, còn dành phần với em Út làm gì? Em đã nói rồi mà, chẳng lẽ em không có nghĩa lý gì trong căn nhà này hả? À, em hiểu rồi.
Ý anh nói là em không có quan trọng gì trong căn nhà này đúng không? Ý anh nói là nếu mà em đi dự sự kiện á là em sẽ nổi bật hơn hai anh chị phải không? Ý anh nói là nếu như em đi sự kiện này em sẽ làm mất mặt cái nhà này chứ gì? Ý anh nói là nè dừng lại không có ý nữa, bây giờ là tới ý của chị nói nè. Cái ý của cô Út nói như vậy là cô Út hiểu lầm ý anh chị rồi. Anh chị không có tranh giành gì cô Út hết, chẳng qua là anh chị thương cho cô Út thôi. Nếu như cô Út bỏ đi một buổi tối như vậy á thì cái khách sạn như thế nào, làm ăn lỗ lã ra làm sao? Trời, nếu mà lỡ thất thoát cái là chết liền luôn. Bao nhiêu năm công sức mình bỏ ra đúng không? Anh chị lo cho cô. Nhưng mà em nên là em đã chấp nhận, em hy sinh thời gian của em ra để em nhận lãnh cái phần trách nhiệm, em đi tháp tùng cái con Thiên Hương rồi. Mà bây giờ anh chị nói anh giống như em đi. Mình đừng có khóc gì nữa. Chuyện đó không có gì đâu mà làm ung sụp á. Cho nó đi. Cái gì vậy? Sao vậy? Thôi bình tĩnh. Vô gì bình tĩnh nói con nghe. Con là cái người mà công tâm nhất trong cái căn nhà này. Út đã nói rồi, Út chấp nhận hy sinh, Út lãnh trách nhiệm, Út đi tháp tùng, Út bảo vệ cho con trong cái sự kiện đó. Rồi cô cháu mình sẽ chụp hình, sẽ nổi tiếng ở trên mạng rần rần. Vậy mà Sao mà nhưng mà Thiên Hương, dì là dì ruột của con đúng không? Đúng không? Thì dì phải đi với con, thêm nữa Dượng cũng sẽ đi với con. Hai người lớn tuổi nhất trong cái nhà này, trụ cột trong cái nhà này, đúng không? Tại sao cô Út chen vô đây được? Thôi, giờ để con tính vậy nè. Giờ để con tính đi. Giờ con tính vậy là tiện cả đôi đường. Bữa đó đi dì Năm, Dượng Năm, rồi cô Út đi hết, nguyên gia đình mình đi hết. Đi hết luôn rồi. Nè, nhưng cũng mày đẹp, đồ đẹp. Không ai được nổi bật hơn con nha. Con là người nổi bật nhất, con mới là trung tâm. Được rồi, mình tính gì cũng được. Mày mặc đồ đi, tụi tao không có mặc gì hết. Tụi tao mặc đồ xấu không mày? Không được anh, thế này. Wow, đẹp quá. Đẹp chưa? Đẹp rồi, trời ơi, với cái tay nghề trang điểm của Năm á thì Út yên tâm đi. Nhưng mà xuất sắc chưa? Xuất sắc. Ê, thiếu cái chút màu hồng. Thiếu màu hồng hả? Thiếu chút màu hồng. Sẵn kiểm tra luôn cái chân mày đi. Chân mày mốt bây giờ phải chân mày ngang nha. Chân mày ngang, nói từ đầu nghe rồi, làm từ đầu chân mày ngang mà. Mắt rất là sắc sảo luôn, trời ơi, viền mí sắc lắm. Bây giờ á là gương, đúng rồi, thêm má hồng nữa là xuất sắc luôn. Chờ chút nha, từ từ bên kia chưa xong rồi. Chưa xong, chưa đủ. Bên này nữa. Trời ơi, đẹp chưa? Má hồng, ủa tươi quá, cái mặt tươi rói liền đó, thấy không? Có má hồng vô mặt khác liền, đẹp quá. Đẹp thiệt nha. Không chơi dìm hàng nhau nha. Ai chơi vậy? Có dìm hàng nhau nha, cùng nhau tỏa sáng nha. Yên rồi, mình phải lung linh, lúng lính chứ. Được không, được không? Hả? Được chưa? Trời ơi, anh hai. Quá ổn không? Không ổn. Áo khái đi. Thôi. Không, sao vậy? Thôi. Em thấy như vậy là ổn rồi, có gì đâu không chưa ổn. Chưa ổn. Còn một đống áo nè, thử đi trời. Không hạp hả? Bộ vest này với cái áo trong nó không có ăn nhau phải không? Cứ coi cái áo kia coi. Áo kia, áo sao đây. Em thấy sao để cho bác Năm mày nói. Em thấy vậy là đẹp lắm rồi. Nhìn sơ qua là thấy đẹp rồi, cần gì phải thử tới thử lui nữa. Thôi, chuẩn rồi đó anh. Đẹp lộng lẫy rồi đó anh. Mà chìm quá. Không có chìm mà sao chìm được. Nhưng mà em đẹp rồi phải không? Đẹp rồi, yên tâm. Còn trời. Còn nhỏ kia giờ này bố nó ngủ trễ luôn, mày có đi không vậy? Được chưa? Chưa. Mày đi, mày tranh thủ mày xuống mày lẹ đi. Cái son môi gì mà lạc nhắc lạc. Để chút keo nó khô hết trơn giờ. Son môi nha. Lẹ đi. Hồng cánh sen. Màu này đẹp. Tranh thủ đi. Chị tươi chưa? Tươi quá, tươi dại quá. Đừng nhúc nhích cái môi, trời nhát. Dượng ơi, sao Dượng? Cũng ra lăn cái não tròn á, ta đi nè. Nó. Mày là cái gì vậy? Mày cháu tao chứ phải là bà nội tao. Con sợ té quá. Mày lăn xuống á, lăn xuống cho đừng nhăn. Nè, con phải tập đi. Một hồi nữa lên trển là một mình con đi chứ đâu có ai hỗ trợ con được. Ráng đi con, ráng đi. Thôi kệ đi, đừng có đỡ đó. Để nó đi cho nó quen. Tao đó thiệt á, không tranh thủ tao đi trước à. Tao người lớn tao phải đi đúng giờ. Đúng rồi, thôi. Mình cũng phải đúng giờ chứ.
Xong rồi, xong rồi, tụi em xong hết trơn rồi. Em cũng xong rồi. À, tôi nói à, không tập trung được, tôi bỏ đó. Ờ, dậy, 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 vô. Trời ơi, xuống được, mừng quá. Rồi thôi bỏ cái đầm xuống con, bỏ cái đầm xuống, bỏ cái đầm xuống. Bỏ xuống. Trời ơi, kéo gì giờ mất thân cao vậy không biết nữa. Mệt quá. Đẹp quá. Nhìn con đẹp không? Đẹp lắm rồi, trời ơi. Giống hoa hậu không? Đẹp hơn nữa đó. Tình giới làm sao? Hot girl Thiên Hương mà. Phải không Dượng? Đẹp lắm. Mày xuất hiện tưởng nguyên cột nhà đi không à? Nói đẹp mà anh nói kỳ. Nhưng mà quá, quá hốt nó. Không, nó làm quá luôn. Không phải quá vậy đó. Trời ơi, mới chặt chém lại giống như... Nó là người làm nghệ thuật mà. Đúng, đúng. Dượng là Dượng của con mà. Sao Dượng không theo phe con vậy trơn vậy? Tới ngày chơi con làm sao? Đứng xa xa tao ra đi, tao không có gì. Út theo con. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dượng ơi, Dượng có thấy gì không? Cái gì? Thì đó, ai? Dì Năm. Ừ. Út Trinh. Rồi. Tự nhiên hàng nhau. Trời ơi. Cái gì vậy? Chị về mang em hả? Về mang cái gì? Trời, đêm nay cùng nhau tỏa sáng mà. Sao chị lại về mang em? Trời ơi, đứa này làm vậy? Chị về mang Út hồi nào? Mà con Hương nó vừa mới nói là em về mang chị là về mang cái gì vậy? Có đâu, em thấy này tỏa sáng hả? Hai người cùng nhau vụt tắt thì có. Lấy cái gương mà soi lại đi kìa. Trời đất ơi. Giờ cũng thấy ớn lắm. Trời lố quá. Nè, Út đánh son cho chị cái kiểu gì vậy hả? Em đã cố gắng hết sức. Nhưng trời mà ơi là trời. Tao không dám nhìn đâu. Giờ thấy ghê quá. Trời, cái màu thì đẹp rồi đó. Mà tím đánh sao mà nó lem tùm lum vậy? Đánh cho chị mà chị không ngồi yên cái mồi. À, chết. Thôi trễ giờ con rồi. Thôi đi Dượng ơi. Thôi đi, chờ trang điểm lại chút xíu được không? Không được đâu. Chờ chút xíu đi cho làm cho thấy ghê chút xíu nữa. Làm lẹ đi. Thôi Dượng đi với con đi. Giờ nhìn Út với mà nhìn Năm trang điểm lại là trễ giờ của con đó. Thôi đi giờ. Nhanh mà chờ đi trời ơi. Thôi. Đi không đi trước không ấy, đi sau đi, mấy người đi sau đi. Có con. Thôi khỏi đi, khỏi nghe đi luôn đi mẹ ơi. Lên xe đi, lên xe nghe để người ta đợi tao ngoài. Ông bầu số ông gọi, đợi con chút xíu. Dạ, em nghe nè anh. Dạ sao anh, em đang trên đường tới. Dạ. Vì phải thông báo cho em điều này. Đó là do bên anh thông báo trong ngày. Do đó hôm nay phải diễn ra sự kiện. Thành thật xin lỗi em, chúng ta sẽ hợp tác lại sau nhé. Đi lẹ đi mày ơi, mày đứng mày giỡn hoài. Đổ mồ hôi nóng lực quá. Cái gì vậy trời? Gì vậy con? Lên xe nói. Không chịu đâu. Tao chịu. Sao vậy con? Đi đó là tao chịu đi mà. Dù không chịu, tới đó rồi còn mang nhục với người ta hả? Mày vụ gì? Là sao? Nói cái gì cũng hiểu chơi chơi vậy con? Cái gì? Một bồng xô sướng xa sướng xác. Mới gọi lên cho con, nói là bị nhầm ngày rồi. Vậy là sao? Bữa nay là bỏ đó hả? Không có tới đó hả? Cái gì? Bên mai mốt ai rủ tôi đi, tôi đá chết bà hết nha. Tôi lên tôi thay đồ rồi. Trời ơi là trời, công trình tôi sắm sửa, tôi trang điểm, tôi lên đồ. Nhớ nghe, đừng có kêu tao nữa nha. Tiền diễn bao nhiêu tiền á, con mua cái đồng này. Cho còn muốn được đó. Trời ơi, công tin mình hy vọng tiền cho tôi vậy? Gặp được một anh chàng nào đó đẹp trai. Cái gì vậy trời? Ôi, dậu đổ mềm leo vậy. Thấy ta diễn cái lên luôn á, khủi bài à, khủi hết trời á. Bởi vì ta nói, trong cuộc sống á, luôn luôn có những điều bất ngờ. Đôi khi á hả, tưởng chừng đã nắm chắc trong tay rồi, vậy mà tới phút 90 vẫn bị tuột mất. Nhưng mà quan trọng là chúng ta luôn chờ đợi và nắm bắt cơ hội mới.